Chào bạn, đây là chuỗi podcast hàng tuần được Tuệ An cùng đội ngũ thực hiện nhằm gửi gắm đến bạn những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống, giúp bạn chữa lành những vết thương lòng để sống bình an và hạnh phúc hơn. Trong số podcast tuần này, chúng ta sẽ cùng bàn về cái đẹp bạn nhé. Mà cụ thể ở đây là cái đẹp thực sự của một con người. Có những người không xinh, không đẹp về bên ngoài, nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn của những người khác. Và bạn có bao giờ trải qua những cảm giác tự ti về ngoại hình của mình hay chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy hoài nghi về cuộc đời bất công, khi những người được gọi là xinh đẹp thì dễ có sự thiện cảm và trợ giúp từ những người xung quanh. Họ cũng dễ thu hút những điều may mắn và sự yêu thích, say mê từ người khác. Còn nhìn lại bản thân, bạn thậm chí còn không dám tự đối diện, không dám nhìn mình trong gương, không dám mặc những bộ đồ mình thích. Bạn đã bao giờ phải trách cứ và dằn vặt bản thân mình vì ngoại hình của mình? Bạn đã bao giờ phải đau khổ và rơi nước mắt khi ai đó rời bỏ bạn vì bạn không đủ xinh đẹp hay chưa? Bạn thân mến của tôi, nếu câu trả lời của bạn là có, thì tôi xin được ôm bạn một cái thật lâu, thật sâu. Bởi vì tôi cũng đã từng có những giai đoạn trải qua cái suy nghĩ đó. Đó là giai đoạn khi mà tôi sinh xong hai em bé của mình. Tôi thấy thân hình mình xồ xề, xấu xí, nước da thì sạm, mắt thì thâm quầng, và tôi vô cùng tự ti vì chính mình trước gương. Chưa kể đến cứ mỗi lần thay đồ, tôi lại nhìn thấy vết sẹo thật dài. Nó phải dài khoảng hơn 20cm ở phía bụng dưới của mình, vết sẹo do sinh mổ hai lần. Và tôi sẽ không ở đây chỉ để nói với bạn những điều mà ai cũng biết, như là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn, hay là vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng. Bởi những điều đó, tôi biết bạn đều được nghe hết rồi, nhưng bạn vẫn đã và đang đau khổ. Vậy nên, tôi sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn thế nhé. Trước tiên, tôi muốn chúng ta sẽ cùng hiểu một chút về vẻ đẹp. Vẻ đẹp thể xác là thứ chỉ mang tính chủ quan và nó có thể thay đổi theo thời gian. Ngày xưa, ở thời Phục Hưng, vẻ đẹp người phụ nữ cao quý là phải cạo hết lông mày đi để có vầng trán thật là rộng. Ngược lại, ở Trung Đông thì người ta lại thích lông mày thật dày, thật to. Người Việt mình thì thích làn da trắng dễ thương. Nhưng thực ra có những cô gái da nâu mà biết cách ăn mặc phù hợp thì cũng sẽ trở nên vô cùng thu hút, sang trọng và quyến rũ. Ở phương Tây, đôi khi người ta lại rất chuộng những cô gái có màu da nâu như thế. Có những cô gái ở Việt Nam thì hay bị chê đó. Nhưng khi sang châu Âu hay khi sang Mỹ, các bạn biết không, những anh Tây lại rất thích và mê vẻ đẹp của cô ấy. Vậy nên không có quy chuẩn nào có thể đo được vẻ đẹp bên ngoài. Hay nói một cách khác là ai cũng đẹp theo cách riêng của mình. Đây là một sự thật, chứ không phải là một lời tôi đang nói để an ủi bạn đâu nhé. Nói như vậy thì tất nhiên ngày nay sẽ có những chuẩn mực vẻ đẹp nhất định. Nhưng bạn biết không, tôi đã từng gặp gỡ rất nhiều con người, họ không đẹp về ngoại hình, nhưng họ thực sự rất thu hút. Bạn cũng có thể trở nên như thế nếu bạn có những điều sau đây. Điều 1 là biết sống với chính mình. Đó là khi bạn biết chăm lo cho đời sống sức khỏe và tinh thần của mình, học cách yêu thương chính mình, bao gồm cả việc nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn không cần theo đuổi hình mẫu nào cả, nhưng hãy học theo việc rèn luyện sức khỏe, cơ thể sao cho khỏe mạnh hơn, chăm chút cho bản thân sạch sẽ, thơm tho, chỉn chu hơn. Khi bạn có một đời sống tốt hơn, khi bạn tràn đầy năng lượng và sức sống, thay vì ủ rột, mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy yêu thương bản thân mình nhiều hơn
và mọi người cũng sẽ yêu thích việc ở bên bạn hơn. Điều 2. Có bản lĩnh, mạnh mẽ, dám tự chịu trách nhiệm. Đừng bao giờ để những cư xử tệ hay sai lầm của người khác làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính bạn. Bạn không cần yêu cầu ai phải chịu trách nhiệm cho nụ cười và nước mắt của bạn. Hãy là người quyết định cho cuộc đời của chính mình. Điều 3. Biết lắng nghe và thấu hiểu, hạ cái tôi cao của mình xuống. Hãy sống để tận hưởng và để yêu thương. Thay vì nói quá nhiều, hãy chậm lại để lắng nghe, để hiểu một ai đó, để trân trọng một ai đó. Hãy có được sự bình an, ấm áp, để bất kỳ ai cũng có thể trở về bên ta. Như vậy, trở nên thu hút không nhất thiết phải có ngoại hình xinh đẹp, lộng lẫy. Hoa đẹp ngắm mãi cũng sẽ tàn thôi. Chỉ có giá trị của chính bạn mới là điều sẽ tồn tại lâu dài. Hy vọng rằng podcast này đã giúp cho bạn có thêm cách nhìn về cái đẹp, có thêm sự tự tin vào chính mình. Và tôi sẽ hẹn gặp lại bạn vào số podcast tiếp theo, được phát sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật tuần tới trên fanpage và YouTube Tuệ An.